Bao nhiêu lâu thì các bác nên vệ sinh nội thất của cái xe ô tô một lần à? Đây các bác nhìn thấy không ạ? Sau thời gian đi dài thì cái ghế này sẽ bẩn này. Và anh em để ý cái gioăng cao su này. Anh em lâu ngày không vệ sinh thì cái gioăng này sẽ bẩn và cứng lại. Đấy. Và một cái điểm lưu ý nữa đó là anh em để ý rất nhiều cái kính sườn này nó hay bị xước. Đấy sao ạ? Đây anh em có thể thấy đây. Cái phần nội thất bên trong này của chúng ta này. Đấy, anh em đi có bao giờ anh em vệ sinh cái chỗ này không ạ? Những cái chỗ này là cái chỗ rất là ít khi anh em để ý và đến vệ sinh đến nhá. Và cái bình thường mưa miếc và các bụi bẩn nó sẽ tích tụ ở đây, anh em lên xuống kính sẽ bẩn đây. Và thứ hai là trong cái khoang nội thất này, anh em đi lâu mà anh em không vệ sinh ấy, thì dẫn đến là cái hệ thống không khí bên trong xe nó tuần hoàn trong cái hệ thống điều hòa nó rất là bẩn đấy. Mà anh em mà không để ý mà đến vệ sinh cái nội thất bên trong xe này thì rất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Hai bên em có nhận vệ sinh cho một chiếc xe mà anh chủ đi khá với thời gian khá là lâu rồi. Em thể thấy đây là những ghế mà đã bên em đã đánh vệ sinh xong. Mình nhìn thấy là những cái khe kẽ sẽ được vệ sinh lại hoàn toàn. Đấy. Những cái gioăng cửa, gioăng kính sẽ được vệ sinh hết lại cho anh em nhá. Và sau khi vệ sinh thì sẽ được dưỡng bằng cái hóa chất chuyên dụng. Đấy. Cái hóa chất của Maguai để dưỡng lại toàn bộ da, phần nhựa, phần da của ghế. Đấy, rất là đảm bảo cho anh em. Và những cái hóa chất bên em sử dụng đều là những hóa chất nhập khẩu. Đảm bảo cho anh em là về sức khỏe này, về cái hóa chất, về những cái đánh, về những cái da, về những cái nhựa. Đảm bảo cho anh em mà không bị bằng màu nhé, và rất là an toàn cho khi mà anh em sử dụng. Và tất cả vệ sinh thì bằng vệ sinh bằng máy nước nóng. Đây, anh em có thể thấy sau khi mà cái chiếc ghế mà đã được vệ sinh xong này, trả lại cái màu nguyên bản rất là sạch sẽ, không có mùi hôi nữa. Đấy. Đấy. Còn anh em nào mà đang cái xe của mình đang bẩn này mà muốn có nhu cầu dọn vệ sinh nội thất, rồi vệ sinh chuyên sâu cho xe này thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhé.